Thưa quý vị, sau gần 3 năm thi công với hai lần gia hạn, hiện dự án kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh nằm trên địa bàn xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, hiện chỉ mới đạt 67% khối lượng. Dự án kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh, huyện Phong Điền có chiều dài 1.685 m có điểm đầu từ cổng chào giáp ranh giữa quận Ninh Kiều với huyện Phong Điền, cặp theo sông Cần Thư đến cầu Trường Tiền trước quỹ ban nhân dân xã Mỹ Khánh. Dự án có tổng mức đầu tư 195 tỷ đồng. Theo chủ đầu tư dự án là Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ và đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Lắp đặt Điện nước IEE 24. Dự án có thời gian kết thúc sau khi đã gia hạn lần thứ hai vào cuối năm 2024. Nhưng đến nay, khối lượng thi công chỉ mới đạt 67%, mà nguyên nhân chính là do dướng chạy phóng mặt bằng. Cụ thể, tính đến tháng 4 vừa qua, chiều dài mặt bằng đã bàn giao mới đạt 1.278 trên 1.685 m. Nhưng thực tế, chỉ thi công được 1.160 m, phần còn lại không thể thi công do một số công trình nằm trong phạm vi đã giải phóng mặt bằng, chưa di dời.